Vĩnh Phúc ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến việc chuyên gia Trung Quốc được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nước, đã có 5 người nghi là F0 và hơn 90 trường hợp F1 ở Vĩnh Phúc. Sáng ngày 2 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trên địa bàn đã có 6 trường hợp tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc, người được xác định là dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nước, cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1. Kết quả rà soát đêm qua cho thấy có 55 trường hợp F1 liên quan đến 6 người dương tính. Lần này, địa phương đang tích cực rà soát truy vết tiếp các trường hợp liên quan, vị lãnh đạo thông tin thêm. Vào cuối buổi sáng ngày 2 tháng 5, đại diện Sở Y tế Phúc cho biết, trong 6 trường hợp dương tính lần 1 ở thành phố Phúc Yên, đã có 1 ca âm tính. 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 này chưa được Bộ Y tế công bố, vị này nói trước diễn biến phức tạp của ca chuyên gia Trung Quốc cách ly tập trung tại Yên Bái, di chuyển qua nhiều nơi rồi dương tính SARS-CoV-2 khi trở về nước. 0 giờ ngày 2 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cũng đã lập tức họp khẩn triển khai các biện pháp phòng dịch. Theo báo cáo của cơ quan công an thành phố, qua rà soát đến 22 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố có 132 trường hợp liên quan, trong đó có hơn 10 ca F1. Lực lượng chức năng đã lập tức thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, cách ly tại nơi cư trú đối với các trường hợp F2, F3. Toàn bộ các trường hợp cách ly chưa phát hiện người nào dương tính với COVID-19. Liên quan đến vụ việc trên, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, qua rà soát, địa phương này phát hiện có 115 người liên quan, trong đó có 25 trường hợp F1. Như vậy, liên quan đến trường hợp của chuyên gia người Trung Quốc, tỉnh Vĩnh Phúc đã rà soát được hơn 90 trường hợp F1. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã lập tức hỏa tốc ra công điện yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, khu vui chơi giải trí trên địa bàn. Các cơ quan liên quan rà soát, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch, khẩn trương bổ sung kế hoạch và phương án sẵn sàng đáp ứng với tình huống xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan để đưa đi cách ly, xét nghiệm, đồng thời siết chặt quy trình cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, đặc biệt là khu cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly. Thực hiện giám sát chặt chẽ đủ 14 ngày đối tượng sau khi cách ly tập trung, nhất là các đối tượng nhập cảnh, đặc biệt ba địa phương Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên liên quan đến các trường hợp dương tính tại quán bar Sunny, phường Phúc Thắng. Công điện nêu rõ, trước đó Sở Y tế Yên Bái đã phát đi thông báo cáo cho biết vào 20 giờ tối ngày 30 tháng 4, cơ quan này nhận được thông tin của trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hữu nghị về việc chuyên gia người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam về Trung Quốc. Nhóm chuyên gia người Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á sau khi hoàn thành cách ly tập trung đã di chuyển qua một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đó là khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ và thôn Hải Trấn, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn. Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã truy vết xác định tại địa phương có 7 F1 và 27 F2 tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Tất cả các F1 đã được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các F2 đã được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đáng chú ý, sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại tỉnh Yên Bái, nhóm chuyên gia Trung Quốc này đã di chuyển đến tỉnh Lai Châu, tỉnh Vĩnh Phúc rồi sau đó mới trở về Trung Quốc.